Xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của TechHow. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái phương pháp để có thể tạo được một cái tài khoản Zalo không có tên. Đó thì như các bạn thấy trên màn hình nè, tài khoản Zalo của mình tên trắng nè, không có tên luôn. Đó thì nếu như các bạn thấy thích một cái tài khoản như vậy thì bây giờ chúng ta cùng thực hiện nha. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Thì đầu tiên các bạn vào cái trang này để tải cho mình cái file là ký tự trắng. Thì cái đường link thì mình sẽ để ở phía dưới phần bình luận và phía trong phần mô tả nha. Bạn có thể click vào cái đường link đó để tải cho mình cái file này. Bạn tải về nha. Các bạn chỉ cần tích chọn vào dấu ba chấm nè, click tải xuống. Ok, sau khi tải xuống xong rồi thì các bạn vào cái phần quản lý tập tin trên điện thoại của các bạn, và nó sẽ nằm trong cái mục là tải xuống nè. Đây, các bạn mở cái file này lên. Thì các bạn chỉ cần chọn là trình xem HTML. Đó. Ở đây thì nó không có cái ký tự nào hết nha các bạn. Nhưng mà điều đặc biệt là các bạn nhấn giữ. Các bạn nhấn giữ xong nhấn sao chép nha. Thì đây nó có cái file ảnh. Các bạn chỉ cần sao chép. Xong rồi, các bạn chỉ cần mở cái tài khoản Zalo của các bạn lên. Các bạn vào tài khoản Zalo của các bạn. Thì tên của mình hiện tại là đang Đức Cường nha. Thì các bạn chỉ cần tích chọn vào cái dấu ba chấm nè để đổi tên. Vào cái mục thông tin nè. Đó, thay đổi thông tin. Xong rồi các bạn chỉ cần xóa hết những cái tên cũ của bạn đi. Xong rồi các bạn chỉ cần dán cái ký tự mà hồi nãy các bạn vừa mới sao chép đó, dán vào. Ok, xong rồi các bạn cập nhật. Đó, như vậy là các bạn đã đổi thành công. Bây giờ các bạn quay lại cái trang Zalo của các bạn. Đấy, thì như các bạn thấy không còn một cái tên nào cả, và chỉ còn cái hình avatar thôi và cái mục giới thiệu nè. Đó, rất là hay phải không nào? Thì nếu như các bạn thấy thích và thích tạo cho mình một cái tài khoản Zalo như thế này không cần tên, thì các bạn hãy xem video của mình và làm theo nhé. Ok, và nếu như các bạn thấy video mình hay và hữu ích thì các bạn hãy đừng quên cho mình một like cũng như là đăng ký kênh TechHow của mình để cùng nhau khám phá và xem nhiều video mới từ mình. Và cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc các bạn thành công.